khoa học và đại diện các bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các của các hệ sinh thái do sự cố môi trường gây ra tại vùng tỉnh nói trên, cần thiết đáp ứng mong mỏi của người dân được biết môi trường biển đã sạch trong và sau sự cố, đầy đủ thông tin đáp ứng nguyện vọng chính đáng nhân viên của người dân, đưa nước vào nuôi tôm và kết quả đáp ứng dài liên tục từ phía Xuân Dương cho đến cùng quốc tế đã được điều chỉnh trong phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Thị trường hoặc là chọn đọc ở trong phòng thí nghiệm, trên cơ sở thì xuyên luôn sắp có sự ứng giảm từ tháng 5 đến tháng 6 2016 và tổng thể và ở đến Quảng Bình vào đến tháng 6 tức là cái phenol đã phân. Nói phải nói đau nói tố ăn đi mày ngắn anh em câu đúng là đấy em nhờ anh lên nhanh thì anh gửi lên nhánh lại cho con sống đủ đã là rất lâu nữa cho anh ạ. Tạm biệt và có thể báo cáo cho mọi người nghe.